Qua kiểm tra quán karaoke Chợt Nhớ trên đường Nguyễn Tất Thành vào rạng sáng ngày 15 tháng 7, công an quận Thanh Khê cùng các lực lượng liên quan đã phát hiện có nhiều khách đang vui chơi quá giờ quy định. Sau khi đưa 40 người gồm cả khách và nhân viên của quán karaoke về trụ sở để kiểm tra và test ma túy, lực lượng chức năng đã phát hiện 32 người dương tính với ma túy và 3 đối tượng tàng trữ trái phép chất ma túy. Công an quận Thanh Khê đã lập hồ sơ và phân loại đối tượng để xử lý theo quy định. Được biết, trong thời gian gần đây, lực lượng chức năng đã liên tục phát hiện nhiều trường hợp dương tính với ma túy tại các quán bar, karaoke trên địa bàn thành phố Đà Nẵng.